cá chết, nhiều loại thủy sản khác cũng chung tình trạng. Những hình ảnh này được người dân ghi lại vào hôm qua 8 tháng 11 tại miệng cống thoát nước mưa ở khu công nghiệp Dầu Dây, thuộc ấp 94 xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất. Đến chiều, tình trạng cá chết vẫn còn, xác cua cá chết nổi lên hoặc dạt vào bờ gây mùi tanh hôi khó chịu. Đáng chú ý, cá chết chỉ xuất hiện ở khu vực suối Bí, đầu nối với hệ thống thoát nước của khu công nghiệp Dầu Dây. Các con suối khác trong khu vực không có tình trạng này. Hàng ngày thì tôi dẫn bò qua đó, qua ngay chỗ đó thả bò, thì tôi thấy cá chết. Ngày trước thì không thấy gì, ngày hôm sau thì qua thì thấy cá chết, thì tôi gọi điện cho trưởng ấp, tôi báo tình hình cá chết như vậy, tôi không biết lý do tại sao mà cá chết. Nhận tin báo của người dân, ngành chức năng huyện Thống Nhất đã đi kiểm tra và làm việc với các bên liên quan. Theo khu công nghiệp Dầu Dây, khu công nghiệp có chấp thuận cho công ty cổ phần cấp nước Gia Tân thực hiện xúc xả tuyến ống gang D800 tại cửa xả nước mưa số 3 của khu công nghiệp Dầu Dây. Việc thực hiện trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11 đến 2 giờ ngày 7 tháng 11. Còn nhà máy nước Gia Tân cho biết đã xả khoảng 700 mét khối nước qua cống số 3 chảy vào suối Bí. Đến chiều ngày 7 tháng 11 thì người dân phát hiện cá chết. Ngoài ra, nhà máy nước Gia Tân cũng thực hiện xúc rửa và xả một cửa tại cầu Gia Đức trên quốc lộ 20, xã Bào Hàm 2. Và ở đây cũng xuất hiện tình trạng thủy sản chết hàng loạt. Chúng tôi cũng phối hợp với lại các ban ngành địa phương đi kiểm tra. Nếu như bên cấp nước chúng tôi có làm ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ khắc phục và trả lời sớm nhất cho bà con. Đại diện nhà máy nước Gia Tân khẳng định nước xả trong quá trình xúc rửa đường ống là nước sinh hoạt đã qua xử lý. Ngành chức năng đã lấy các mẫu nước xét nghiệm, trích xuất camera ở cửa xả số 3 khu công nghiệp Dầu Dây để tìm nguyên nhân. Phòng tài nguyên môi trường đã phối hợp với các ban ngành liên quan và tiếp tục khảo sát và xác định lại cái nguyên nhân cá chết. Trong đó thì phòng tài nguyên môi trường đã mời cái đơn vị lấy mẫu cái nguồn thải để xác định lại cái nguyên nhân. Sau khi mà có cái kết quả sẽ có cái thông báo cụ thể đến dân biết. Người dân rất cần sớm có câu trả lời nguyên nhân cá chết là từ đâu để tránh hoang mang.